các triều đại phong kiến Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử và trong đó có rất nhiều các vị vua đã lên ngôi. Mỗi người đều có những câu chuyện khác nhau và trong đó có rất nhiều các kỷ lục vô tiền khoáng hậu đã được lập ra. Sau đây là top những kỷ lục thú vị nhất của các vị vua phong kiến Việt Nam. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Kỷ lục về thời gian trị vì. Thời gian trị vì lâu nhất là vua Lý Nhân Tông lên ngôi được 56 năm, bắt đầu từ năm 1072 và kết thúc vào năm 1127. Vua Lý Nhân Tông là con trai trưởng của vua Lý Thánh Tông, lên ngôi khi mới 7 tuổi. Ông được Thái hậu Ỷ Lan, Thái sư Lý Đạo Thành và Thái úy Lý Thường Kiệt giúp đỡ ở trong việc triều chính, nhờ đó mà Đại Việt ngày càng vững mạnh. Ông khuyến khích giáo dục, thi cử theo Nho giáo, là người mở khoa thi đầu tiên của nước ta vào năm 1072, là người xây dựng Quốc Tử Giám vào năm 1076. Mặc dù trị vì nhiều năm và có rất nhiều các cung phi, nhưng Lý Nhân Tông lại không có người con trai nối dõi. Ông chọn một người cháu gọi bằng bác là Lý Dương Hoán lên làm thái tử. Sau khi ông mất, Dương Hoán lên ngôi lấy hiệu là Lý Thần Tông. Thời gian trị vì ít nhất, Tiền Lê Trung Tông lên ngôi được 3 ngày vào năm 1006. Lê Trung Tông làm vua trong bối cảnh đất nước vừa trải qua nạn tranh giành ngôi báu giữa các hoàng tử sau khi Lê Đại Hành băng hà. Lên ngôi được 3 ngày thì bị người em trai là Lê Long Đĩnh hãm hại, hưởng thọ 22 tuổi. Kỷ lục về độ tuổi lên ngôi. Lên ngôi trẻ nhất, vua Lê Nhân Tông lên ngôi lúc 1 tuổi vào năm 1442. Vua Lê Nhân Tông sinh năm 1441, mất năm 1459, là vị vua thứ 3 của nhà hậu Lê, vua trị vì trong vòng 17 năm. Tuyên tử Hoàng Thái Hậu là người đã nhiếp chính cho vua Lê Nhân Tông khi ông lên ngôi năm 1 tuổi, cho đến khi vua tự nhiếp chính vào năm 1452. Vua Lê Nhân Tông được đánh giá là một vị vua nhân từ, sáng suốt từ khi còn rất nhỏ. Tuy vậy, ông lại mất sớm vào năm 1459 do bị Lê Nghi Dân ám sát. Lên ngôi già nhất, vua Trần Nghệ Tông lên ngôi khi đã 50 tuổi vào năm 1370. Trần Nghệ Tông là vị vua có quyền lực tối cao cuối cùng của nhà Trần, có công lao lật đổ Dương Nhật Lễ, khôi phục lại cơ đồ cho nhà Trần. Tuy vậy, ông cũng phải chịu trách nhiệm cho việc cơ đồ nhà Trần rơi vào tay người ngoài là Lê Quý Ly. Trần Nghệ Tông tuy có công nhưng cũng bị sử sách phê phán là một người nhu nhược, nối giáo cho giặc. Ông lên ngôi được 2 năm, sau đó làm Thái Tượng Hoàng hơn 20 năm, tổng cộng thời gian nắm quyền lực tối cao trong vòng 22 năm. Kỷ lục về tuổi thọ của các vị vua. Trường thọ nhất đó chính là vua Bảo Đại, 85 tuổi. Vua Bảo Đại sinh năm 1913, mất năm 1997, là vị vua thứ 13 và cũng là vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Sau thời gian dài lưu vong sống ở Pháp, Bảo Đại qua đời vào ngày 31 tháng 7 năm 1997, hưởng thọ 85 tuổi. Hiểu mệnh nhất, Lê Gia Tông, 15 tuổi. Lê Gia Tông sinh năm 1661, mất năm 1675, là hoàng đế thứ 8 của nhà Lê Trung Hưng. Ông lên ngôi vào năm 1671 khi mới 10 tuổi. Vua Lê Gia Tông khi lên ngôi được miêu tả là một người có diện mạo khôi ngô, thân hình vạm vỡ, là một vị vua độ lượng. Tuy vậy, sau khi trị vì được 4 năm thì Lê Gia Tông mất sớm ở tuổi 15. Kỷ lục về số lượng niên hiệu của các vị vua. Vua có nhiều niên hiệu nhất, vua Lý Nhân Tông có 8 niên hiệu. Lý Nhân Tông cũng là ông vua có nhiều niên hiệu dài nhất. Trong số 8 niên hiệu của ông thì có tới 5 niên hiệu gồm có 4 chữ, đó là Anh Vũ Triều Thắng, Long Phủ Nguyên Hóa, Hội Tưởng Đại Khánh, Thiên Phủ Duệ Vũ và cuối cùng Thiên Phủ Khánh Thọ. Vua có niên hiệu sử dụng lâu nhất đó chính là vua Lê Hiển Tông. Vua sử dụng niên hiệu Cảnh Hưng trong vòng 47 năm, bắt đầu từ khi vua lên ngôi vào năm 1740 và đến khi qua đời vào năm 1786. Kỷ lục về các nữ vương ở trong lịch sử. Nữ vương đầu tiên, Trưng Nữ Vương, Trưng Chắc, bắt đầu trị vì từ năm 40, kết thúc vào năm 43 sau Công Nguyên. Hai chị em Trưng Chắc và Trưng Nhị là người đứng đầu trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đánh lại chế độ đô hộ ở phương Bắc. Sau đó, Trưng Nữ Vương thành lập nhà nước, lấy kinh đô ở Mê Linh, tồn tại đến năm 43 thì bị quân Đông Hán đánh bại. Nữ hoàng duy nhất, Lý Chiêu Hoàng Phật Kim, trị vì từ năm 1224 và kết thúc vào năm 1225. Lý Chiêu Hoàng lên ngôi trong bối cảnh nhà nước rối ren,
bà là vị hoàng đế thứ 9 và là cuối cùng của triều đại nhà Lý. Lên ngôi được một năm thì Lý Chiêu Hoàng bị điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ sắp xếp nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, sau đó lên làm Trần Thái Tông. Kỷ lục về những người vợ của vua. Vua lập nhiều hoàng hậu nhất, vua Lý Thái Tổ lập tới 9 hoàng hậu. Lý Thái Tổ là nhà vua sáng lập ra nhà Lý, trị vì từ năm 1009 đến khi ông qua đời vào năm 1028. Ông lập tới 9 hoàng hậu, trong đó 6 người lập vào năm 1010 và 3 người lập vào năm 1016. Vua có vợ là người phương Tây, đó chính là vua Lê Thần Tông. Để phục vụ cho mục đích chính trị và giao thương quốc tế, vua Lê Thần Tông còn lấy một số phụ nữ nước ngoài làm vợ. Trong số 6 người có thứ bậc cao nhất ở trong cung, ngoài hoàng hậu Ngọc Trúc và phi người Mường, thì những người còn lại là các phi tần của người nước Xiêm, Hán, Ai Lao và cả Hà Lan. Người vợ Hà Lan của vua là con gái phó toàn quyền Hà Lan tại Đài Loan. Vào năm 1630, trong chuyến thương đoàn Hà Lan sang Việt Nam, bà Oronan được gặp vua Lê Thần Tông ở Thăng Long. Nghe theo lời bố, bà đã ở lại Việt Nam làm vương phi của vua Lê Thần Tông. Kỷ lục về những người con của vua. Vua có nhiều người con làm vua, đó chính là vua Trần Minh Tông và vua Lê Thần Tông, đều có 4 người con làm vua. Thứ nhất là Trần Minh Tông, cha của Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông và Trần Duệ Tông. Thứ hai là vua Lê Thần Tông, cha của Lê Chân Tông, Lê Huyền Tông, Lê Gia Tông và Lê Hy Tông. Vua có nhiều con rể làm vua nhất, đó chính là vua Lê Hiền Tông, có 3 con rể đều làm vua, là Nguyễn Huệ lấy công chúa Lê Ngọc Hân, Nguyễn Quang Toản lấy công chúa Lê Ngọc Bình và cuối cùng là Nguyễn Ánh cũng lấy công chúa Ngọc Bình. Vua có nhiều con nhất, đó chính là vua Minh Mạng, sinh năm 1790, mất năm 1840. Trong suốt cuộc đời của mình, vua có tới 142 người con, gồm có 78 hoàng tử và 64 công chúa. Kỷ lục về vị vua mở đất mạnh nhất và rộng nhất. Dưới thời của vua Minh Mạng, đất nước ta mở rộng từ Bắc chí Nam. Vào năm 1832, diện tích của nước ta đã đạt cực đại, gồm có 30 tỉnh, ở Bắc Kỳ gồm có 13 tỉnh, Trung Kỳ 12 tỉnh và Nam Kỳ là 6 tỉnh. Kỷ lục về vị vua có nhiều bài thơ nhất. Vua Tự Đức có hơn 300 bài thơ. Tự Đức là ông vua đề cao nho học, ông cũng rất tham học, hiểu biết nhiều và đặc biệt yêu thích thơ văn. Đêm nào ông cũng xem sách đến khuya. Ông làm nhiều bài thơ bằng chữ Hán và cả bằng chữ Nôm. Kỷ lục về triều đại có nhiều vị vua bị phế truất và sát hại nhất. Có tới 6 trên tổng số 11 vị vua của nhà Lê Sơ bị phế lập hay đã bị sát hại. Nếu tính cả các vua không chính thức là Lê Quang Trị 1516, Lê Bảng và Lê Do 1519 thì tổng cộng đã có tới 9 trên tổng số 14 vị vua. Đây được coi là triều đại có nhiều vị vua bị phế lập, sát hại nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Các triều đại phong kiến Việt Nam có rất nhiều các câu chuyện thú vị để khám phá. Hy vọng qua danh sách này, Kinh Khoa Story có thể cung cấp các thông tin bổ ích về các vị vua trong thời đại phong kiến Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau.